Chào anh em nhé. Rồi, hôm nay hàng bắt xích quật cỏ này lại về. Thì phải mất thu Tết nên mới lấy được cái lô đầu tiên ở bên Trung Quốc này. Quá khó luôn, mùa dịch. Đây, xích này về được một thùng, hai thùng, ba thùng. Quá hiếm. Trung Quốc cấm biên mùa dịch này nên là hàng về rất là nhỏ giọt. Bác xích này rất là ấy nhá, công dụng, hiệu quả này. Lắp máy nào cũng vừa, cái cỏ là máy nào cũng vừa nhá. Thùng nguyên của nó này, thùng này 40 cái, về đâu được 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng thôi, không về được nhiều, về quá ít luôn. Các bác nào mua hàng thì đặt hàng sớm giúp em nhé, vì lượng hàng có hạn, không có nhiều đâu. Em vẫn bán cái giá cũ thôi, giá cũ nhá. Bác xích này một cái này là 150.000. Nói thật thì các bác là hàng về là lần này là tăng giá rồi đấy, vì cái cước vận chuyển rất là khó, rất là cao. Em vẫn bán cái giá cũ thôi, em không có tăng giá. Một trăm năm mươi nghìn. Bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại 0976123320. Rồi em xin cảm ơn các bác nhé. Mình cũng về được một ít cước cắt cỏ này, cước cắt cỏ lõi thép này, cắt cỏ gai, cước quỷ. Quận này 60 mét, quận này 450 gram, tầm 60 mét. Đây là cước cắt cỏ vuông tầm 47 mét, thì bán 90.000. Gai này là 140.000. Thép này, lõi thép nhé, 140.000. Cũng cắt cỏ này cũng về nhiều này, mũ bảo hộ này. Đấy, về rất nhiều nhé. Mũ này lưỡi chính, có lưỡi chính này, mũ lưỡi, chắn kính. Ui giời. Này là bán là một, giá bán là 100.000 cái mũ bảo hộ mà nó cỏ.